Xin chào các bạn Hôm nay thì mình tiếp tục hướng dẫn các bạn phần ngữ pháp bài số 16 giáo trình hạn ngữ 4 tập 2 quyển 2 nhé Ngữ pháp hôm nay chúng ta học thì là tiếp tục về bổ ngữ khả năng Ở trong này chúng ta sẽ có cấu trúc là động từ cộng với cả từ tứa hoặc là từ pủ cộng với từ tủng Từ tung này, động từ tung này là bổ ngữ khả năng biểu thị hành động nào đó có thể làm di chuyển vị trí của người hoặc là vật hay không à, Chúng ta nhớ là Di chuyển vị trí nhé. Ví dụ số 1 này. A này. Nỉ là bạn. Ý cửa rắn là một người, tức là một mình bạn. Pan, từ pan này là động từ, có nghĩa là di chuyển nhé. Pan từ tung, mọ, có nghĩa là di chuyển được hay không? Động, từ tung này có nghĩa là động, tức là mình có di chuyển nó, nó chuyển động. Thay đổi vị trí của cái vật, đó được hay không? Trả lời là uh, trửa tra, trang tra, trua dựa, tức là cái bàn này. Bố trọng có nghĩa là không nặng. Ủa ban tửa tổng, tức là tôi di chuyển được. Hay số 2, Ủa chiêng, tức là đã, Ủa chiêng là đã, tức là hành động đã thực hiện rồi bạn nhé. Ủa chiêng là cơ sở có nghĩa là là leo núi bạn nhé, tức là đã leo núi nửa tiếng đồng hồ rồi. Ủa dấu từ dấu này có nghĩa là có một chút ít. À, cảm thấy đấy một chút ít rồi đấy khó bố tung là tức là không leo được nữa không di chuyển vị trí của mình được nữa thứ hai là động từ cộng từ tứa hoặc là từ phủ cộng với từ hảo. thì hình dung từ à, tức là tính từ hảo này là bổ ngữ khả năng biểu thị động tác có thể đạt được sự hoàn thiện làm cho người khác vừa lòng hay không ví dụ thứ nhất của tan xin tôi lo lắng trước chỉ mũ tiết mục này dàn pu họ là diễn không được tốt hai câu số 2 giao sang trẻ tức là cần phải tin rằng tin tưởng rằng chứ chỉ là chính bản thân mình xuế từ họ học được tốt tức là học được giỏi đấy thì ở đây từ họ này thể hiện sự hoàn hảo sự hoàn thiện hay là làm vừa lòng được người khác bạn nhé dàn từ họ này mình có vừa làm vừa lòng người xem được hay không Trường hợp thứ ba là chúng ta dùng động từ cộng từ tứa hoặc là từ phụ cộng với từ chủ Từ này là từ chủ Thì động từ trụ này là một ngữ khả năng biểu thị ý động tác có thể làm cố định hoặc giữ một vật nào đó ở một vị trí nào đó hay không. Ví dụ số 1 này, A này. Ni là bạn. Ý thiên là một ngày. chi từ chủ Chi là nhớ bạn nhé. Động từ tức là còn nhớ được. Ơ sân tử mọ. có sân có nghĩa là hai mươi từ vựng hay không? Trả lời là, Với xong, tôi nghĩ, chỉ tựa trụ là tôi, tôi nhớ được. Hay là câu số hai Tha tở trưa là ô tô của anh ấy. Thiếng, bố trụ là, từ thiếng ở đây là động từ nhé, có nghĩa là dừng lại. Thiếng bố trụ là, tức là nó có gì? Nó không thể dừng lại được nữa rồi. Tiếp theo là, um, bổ ngữ khả năng và bổ ngữ trạng thái. Thì bổ ngữ khả năng biểu thị kết quả có hay không có khả năng thực hiện. Còn bổ ngữ trạng thái là biểu thị kết quả đã được thực hiện. Cái này khác nhau bạn nhé. Trọng âm của hai loại câu này á, thì cái trọng âm của loại câu đầu ở động từ còn trọng âm của loại câu sau ở bổ ngữ trạng thái. Thì ví dụ như thế này. Câu số 1 này. Ở đây chúng ta đều có từ giản tứa khó. Đây cũng là giản tứa họ thì trường hợp số 1 này nó sẽ là gì? Là bổ ngữ khả năng. Khi mà là bổ ngữ khả năng thì bạn sẽ đọc to vào cái động từ là từ dạng này. Tha dàn tự họ. Dàn tự họ. Trước là chế mũ. Tức là là có khả năng nhé. Có khả năng là anh ta sẽ diễn được tốt đấy. Thế còn, ví dụ như là cái câu này, chưa có chế mũ là tiết mục này này. Tha dàn tự họ. Bạn nhấn mạnh vào chữ họ này. Thì đây gì? lúc này nó sẽ là bổ ngữ trạng thái, đây là cái sự gọi là bình phẩm, nhận xét hay là sự tán dương đối với cái diễn xuất của cái từ tha này, thì khác nhau bạn nhé, khác nhau về động từ còn cái cái hình thái thì như nhau này, thì cẩn thận kéo nhầm bạn nhé. Thứ hai là hình thức phủ định nó cũng khác nhau, à, ví dụ là bổ ngữ khả năng này, bổ ngữ khả năng nhé, thì chúng ta sẽ là gì, Yen pu khỏ là diễn không tốt này. Chưa có mũ cái tiết mục này. Tha tan xin, cô ấy lo lắng. Yên bu khó là diễn không tốt. Ta à, chưa xảy ra bạn nhé, chỉ là lo thôi. Còn câu số 2 này là bổ ngữ trạng thái. Chưa có chế mũ tiết mục này. Tha yên tựa bu khó. Tức là có kết quả rồi và cô ấy diễn không được tốt lắm. Thứ ba là về hình thức câu hỏi chính phản nó cũng khác nhau. À, trường hợp về bổ ngữ khả năng thì chúng ta sẽ có, có câu hỏi chính và là dạng khẳng định trước à, sau đó là gì dạng phủ định dàn tớ họ dàn bù họ ví dụ à, trước cái chế mũ tiết mục này tha diễn tớ họ bù họ thì có nghĩa là tha diễn tớ họ mà kiểu như vậy cô diễn thế nào cô diễn có tốt hay không còn bổ ngữ trạng thái thì trước cái chế mũ tha dàn tớ họ họ thì từ hào bố hào này tức là nó chỉ gì chính phản nằm ở cái hình dung từ thôi chứ không nằm ở toàn bộ cả cái cụm như thế này như cái cái bổ ngữ khả năng thì bạn lưu ý nhé hình hình thức câu hỏi chính phản của nó khác nhau đấy thứ tư bổ ngữ khả năng có thể mang tân ngữ bổ ngữ trạng thái không thể mang tân ngữ ví dụ đầu tiên là bổ ngữ khả năng nhé chúng ta sẽ có từ trước cái chế mù này là tân ngữ này Ủa, dàn tớ họ tức là tôi tôi diễn tốt trên cái chế mũ là tiết mục này thì dàn đỡ khó đây à, dàn khó, sorry đây là cái là diễn không tốt nhé à, bốn ngữ khả năng này đây là bốn ngữ khả năng và gì nó có thể mang cái tân ngữ là cái cụm mà chơi cơ chế mũ còn bạn không được nói pu năng xua đây là bốn ngữ trạng thái này bạn đây dàn tứ hảo là bốn ngữ trạng thái nhé diễn không tốt Trigger cái chế mũ ở đây là tân ngữ thì nó không đi kèm với nói chung là có từ tứ này Để từ tứ này bạn phải chú ý À, lý thuyết tiếp theo là về phần câu trừ nhỏ chiểu tức là chỉ cần thì thì cấu trúc ở đây á là gì là cấu trúc trừ nhỏ chiểu là nối một cái câu phức có điều kiện câu phức điều kiện trừ nhỏ dẫn ra một điều kiện tất yếu phía sau từ chiểu hoặc là từ tâu nhá có thể dùng một trong hai là kết quả nảy sinh trong điều kiện này ở đây thì thường có số phẩy mà nhá trừ giao cái gì đó phẩy một cái xong chiểu À, ví dụ thứ nhất này, trừ nhau nủ lì, chỉ cần cố gắng hay là nỗ lực, thì, từ chiều này là thì này, ý tưởng nhất định, Nâng suy họ. có thể học tốt được. Hai câu số hai, trừ do ta chứ tỏ, chỉ cần cô ấy biết, chiều, thì, ý tưởng, quẩy lái, nhất định, sẽ tới thôi. Thì ở đây chúng ta đều có cái dấu phẩy tách biệt hai cái phân câu này ra các bạn chú ý nhé ở đây nó không ghi thì bạn uh, trong quá trình học bạn phải lưu ý cái phần này cái này rất giống tiếng việt mình không có gì khó khăn cả à, thưa các bạn vừa rồi là chúng ta đã học hết ngữ pháp bài số 16 nhé. à, mình chúc các bạn kiên trì học tốt mỗi ngày à, nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi học ngữ pháp của mình nhé à, xin chào nhiều bạn chào trẻ